Xin xin chào tất cả anh chị em nghe tối rồi nè. Anh chị em thấy không? Tối rồi. Đó, giờ đang xào cơm. Năm mấy cái gì vậy? Đó, đang xào cơm của Duy Thành nè. Cơm chim Duy Thành á. Anh chị em nhớ cơm chim Duy Thành không? Cơm là qua răng ti à, cơm là mời à, cái đó là qua răng ti á, bảo đảm luôn á. Không có thủ thiệt á, chứ không phải giỡn rồi. Cái chả giò đó thì không dám mời, chứ còn cái cơm này là Duy Thành là xua đó, qua mắng rất cơ sen á. Trời ơi. Đó, chị em thấy không? Thì khi nó rút, nó khô, nó gom nữa là bắt đầu á. Cơm vô rồi cắt chấp vô. Đó, ok nha. Thôi tôi xin stop để làm nha anh chị em. Thấy mạnh miệng mời anh chị em, chứ còn cái chả giò đó là uống xìu à, mời mà yếu lắm, không có. Còn cơm là mời mạnh miệng à. Ok nha, chút nữa là mời anh chị em ăn cơm của Duy Thành nha. Qua răng ti không có đối thủ, nó dẫn trời. Làm quen rồi, món này là làm thường quá. Ok nha, tôi xin giúp bài nha, giúp bài hẹn next video nha, giúp bài.